Chào chị Hà Oliver. Chào bạn nhé, đây là bạn Vi. Trên khuôn mặt bạn Vi thì có khá nhiều là mụn ẩn tập trung rải rác ở quanh mặt và tập trung nhiều nhất là ở phần cằm. Chúng tôi đã tiến hành lấy mụn và xử lý qua. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành đăng kim và bạn Vi đã sẵn sàng chưa ạ? Chị đã nói rồi mà. Đây là khuôn mặt bạn Vi sau khi đã lăng kim xong và bạn Vi cảm thấy bây giờ như thế nào? Có đau không? Dạ không. Cảm ơn bạn. Chào bạn. Vâng, chào chị Oliver. Chào bạn Vi nhé.